Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2018. Đồ gỗ Thanh Luân trân trọng giới thiệu quý vị một siêu phẩm bằng gỗ hương đỏ của Lào. Một chiếc giường hoa hồng Louis, mẫu Louis thời Pháp. Đồ gỗ Thanh Luân tôi tái hiện lại trên nền một gỗ hương đỏ của Lào. Hàng VIP và chiếc giường này cũng đã có chủ nhân. Đó chính là chú khách hàng. Cái gì nhỉ? Tôi nói rồi. Chú khách hàng ở thành phố Lạng Sơn. Quên mất tên chú rồi. Đây, và ngoài chiếc giường ra còn một chiếc táp ri đầu giường. Táp ri này là bằng gỗ hương luôn và nó đồng bộ thì một bộ nó com lê với chiếc giường này. Và hôm trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu phần mộc, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu phần hoàn thiện xong cuối cùng đó và chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng ở thành phố Lạng Sơn. Riêng về cái mẫu giường đẳng cấp có đỉnh cao này thì đồ gỗ Thanh Luân tôi cũng đã bàn giao cho một số khách hàng rồi, cũng tương đối là nhiều khách hàng. Ngày hôm nay tiếp tục chiếc giường này cho khách hàng ở Lạng Sơn. Trước đây chúng tôi giao 3 chiếc cho 3 khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Ngày hôm nay chiếc này là chiếc thứ tư chúng tôi giao cho chú ở Lạng Sơn, chú Hải. Đúng rồi. Đây là chiếc giường của chú Hải ở Lạng Sơn. Giờ tôi mới nhớ ra. Cái giát này là giát phẳng. Giát rất chi là dày dặn. Rất chi là đẹp. Khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với lần tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 và 0972770888. Và cái chiếc giường này toàn bộ đường nét hoa văn được chạm thủ công bằng tay, rất là giá trị sang trọng, này giá trị mai sau. Bày sát chi tiết đường nét cho quý vị thấy được. Cái giường này rất đẹp. Và video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thanh Luân, nằm tại đầu thôn Hải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở 1 của chúng tôi. Các có thể về trực tiếp cơ sở của chúng tôi để tham quan và mua sắm. Đồ gỗ Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Tôi xin được tạm dừng video clip tại đây để chuẩn bị bốc hàng lên xe đi bàn giao cho chú Hải ở Sơn. Trân trọng cảm ơn và xin kính chúc gia đình nhà chú Hải luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào mọi người. Rồi chuẩn bị anh gọi anh em bốc đây.